Rồi, chào anh Đỉnh Đỉnh ơi. Dạ, em mến chào anh Quốc, mến chào bà con, mến chào kênh Lò Tây Ca nha. Rồi, hôm nay em tên Đỉnh nha bà con. Em ở ấp An Phú, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay có về một cây tàn, con xuống thành như bonsai đó nha bà con. Rồi một số cây phôi, quế, lá xoắn con trùng. Mong bà con ủng hộ, số điện thoại của em là 0327272552 nha bà con. Rồi, vô cái số 1. Cao 1m3. Rồi, anh quay vòng đi anh. Dạ. Cây này phải đi theo, không quay mới được. Đó. Rồi, tán ngang đi anh. Tán ngang nó cũng là 1m2 nha bà con. Đây, củ đế là đế rất là đều nha bà con. Cây này đế dữ dằn luôn á. Hoành thân là 58. Rồi, giá của cây này là 6,9 triệu nha bà con. Mong bà con xem giùm hộ nha. Rồi, đổi cây. Cây này trên 200 á. Trên 200 kg nha. Rồi, lên. Rồi. Clip này em đặt là clip T nha. 1 T đi rồi xong tới 2 T. 2 T này bé lắm rồi. Đó. 2 T. Cao là 70. Hoành thân là 28. Giá của cây này là 800. Củ đế rất nở nha. Rồi đó. 3T. Đó, củ đế rất là hoành tráng. Cao 1m. Rồi. Cây này có giá là 800 luôn nha bà con. Bốn T. Hoành thân là 91. Ô, chiều cao là 91. Bậy quá. Cụ đế rất là im. Rồi, 31. Cây này có giá là 900. Rồi. Năm T. Này chắc bán cày luôn quá. Cày mình cũng đo hào hào. Đo hào hào cho bà con nha. Rồi, 1m. Hoành thân là 20. Cây này có giá là 600. Rồi. 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 6T. Đó, một cốt tàng đa luôn. Cây này ship hơi gói nha bà con, 1m1. Tán ngang là 76. Thoát thân là 37. Hoành thân là 27. Rồi. Cây này có giá là 850 ngàn. Rồi đổi. Cây 7T. Một cốt. Lắc. Rồi.
cao là 89. Hoành thân là 35. Rồi. Cây này có giá là 900. Rồi. Gì nữa vậy ta? Rồi 8T. Cây này rất là khéo cây nha bà con, đế cũng được. 75. Cao. Hoành thân 37. Cây này có giá 1.1 triệu luôn bà con ơi. Rồi đổi. Chín T. Cây đẹp hả? Mấy anh ngoài đứng khen cây này trầm trồ quá bà con ơi. Bà con xem mà coi thấy được ủng hộ nha. Cao 88. Hoành thân 27. Cây này có giá là 900. Rồi. Mười tê, hoa nở rực rỡ luôn bà con. Đó. Ngon lành luôn. Rồi, lộn hướng. Cao 1m1. Hoành thân 25. Cây này có giá là 800. Rồi, đổi luôn. Lấy cái này nè. Nè. Mười một T. Đó, lắc léo luôn. Cây này bán giá sinh viên luôn nha bà con. Này giá tiểu học chứ sinh viên gì nữa. Rồi, 1m1. Hoành thân là 21. Cây này có giá là 500. Nửa triệu rồi đó. Cây này bán cái im nè. Một cốt. Thẳng luôn, thoát thân cao nha. 12 tay. 1m4. Hoành thân 28. Giá của cây này 900. Rồi, đổi luôn. Mười ba T. Một cốt. Cao thoát thân bay lắc. 1m3. Thoát thân 57. Hoành thân 29. Cây này giá 800. Rồi. Mười bốn T. Thân lá đầy đủ nha bà con. Một mét. Cao. Hoành thân 27. 800 luôn. Xuống cây. Em nhắc lại em tên đỉnh. Số điện thoại của em là 0327272552 nha bà con. Ở ấp An Phú sang là Tây Kế Sách Sóc Trăng. Nhóm là nhóm độc thân không nha bà con. Ai mà ấy mấy anh em đây độc thân không á, chỉ em có gia đình rồi thôi nha. 76. Cao. Thấy nào có duyên thì chụp hình làm dấu em làm mai luôn cho. 24 hoành. Rồi cây này giá 400. Xấu quá. Xấu hơn em nữa. Rồi cây 16 T. Cũng là cây cuối clip. Đàn đa cốt chủ từ trên xuống dưới. 1m1.
Thì ngang là 44. Sáu thân là 39. Hoành thân là 30. Dạ. Rồi cây này giá 1 triệu trắng. Rồi cuối clip em mến chào bà con, mong bà con xem và ủng hộ em và đăng ký kênh. Rồi chúc bà con một ngày mới tốt lành, hạnh phúc. Rồi em mến chào. Rồi chào anh Đỉnh luôn. Rồi kênh là TK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.